những gì sáng tỏ cảnh đời, nỗi niềm hiểu thấu ai ơi nghẹn ngào. Thực hư đắng mặn nhắn trao, tầm sâu tính hạt thấm vào huyền cơ. Kính thưa quý vị, trong chương trình lắng đọng cùng Thi Hữu do Đâm Bút Media thực hiện, Minh Lan xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thi phẩm Gửi Những Lời Thương của thi sĩ Phan Văn Phước. Kính mời quý vị cùng lắng nghe thi phẩm qua giọng ngâm Minh Lan. Những gì sáng tỏ cảnh đời, nỗi niềm hiểu thấu ai ơi nghẹn ngào. Thực hư đắng mặn nhằn trao, tầm sâu tính hạt thấm vào huyền cơ. Tình thân nghĩa nặng đâu ngờ, ngôn từ điểm đạt làm ngơ sao đành. Kiếp người định số phận danh, ân tình gầy gánh cõi cảnh tiêu tan. Trần gian chịu mỏi điêu tàn, trăm năm một giấc ngủ an được gì. Ưu phần công trạng khắc ghi, thâm ân nghĩa trọng kiên trì bởi đâu. Nhìn qua ấm đầm nét sâu, giật mình cơn sốt mấy câu khải bày. Huynh hiền an phận từ nay, tâm giao vội đừng đâu ngày gặp nhau. Còn đây sắc cánh muôn màu, hồn thiên cảm ứng nỗi đau của đời. Đôi dòng trút cạn niềm vui, từ nay chia cạnh chúc người ngủ yên. Ôi thôi cánh mộng trần miên, giọt buồn ấm đầm hiển nhiên lệ trào. Đôi lời khấn nguyện gửi trao, nỗi đau quằn thẳng nhiễm vào tim côi. Nghĩ suy út ngàn bồi hồi, gần như cảm nhận đun sôi sưởi mài. Dù rằng khó hiểu ngày mai, lời thương cứa đọng dẫm dài tháng. Vâng, nghĩ suy uất ngàn bồi hồi, gần như cảm nhận đun sôi sưởi mài. Dù rằng khó hiểu ngày mai, lời thương ứa đọng dặm dài tháng năm. Quý vị vừa lắng lòng qua thi phẩm Gửi Những Lời Thương của thi sĩ Phan Văn Phước.